Chào nhạc xin này, chào các bác. Em lên sóng con rửa bát Panasonic TR1. Một cái dòng máy quá đẹp mà giá thành thì siêu rẻ. Em bán 2 triệu rưỡi, bảo hành 1 năm. Tất cả các hạng mục luôn coi nhé. Lỗi gì em bảo hành đấy. Như trong vòng 1 năm có dùng vấn đề gì, alo cho em. Ngoài hết thời gian bảo hành, hỗ trợ các bác trọn đời về công nghệ sửa chữa máy móc. Con này rất là dễ sửa chữa, đơn giản, lành bền. Máy Nhật thì siêu bền này. Hình thức con này khá là đẹp các bạn này, mặt mũi cái phần nhựa này thứ này còn zin đẹp, nhựa sáng đẹp, lưng tôn quá đẹp luôn. Đừng có coi thường TR1 các bác nhá, 2010 tương đương với TR3 này. Series máy con này là 03041. Thường TR1 thì nó 2.9, con này TR1 2010. Hai bên phần lưng tôn rất là đẹp. Quang ánh sáng thì thôi các bác nhá, lưng là phẳng này. Đấy, thật ok, mã số 10. Số điện thoại ra lộ với mình các bạn nhé. Eco là ví tiết kiệm điện này, thời gian sấy hẹn giờ các kiểu, rửa tiêu chuẩn, nước nóng mặc định 80 độ C ở của dòng TR1 này các bạn nhé. Các bạn để là rửa tiêu chuẩn, nước nóng 80 độ, tắt nguồn, bật nguồn, bắt đầu rửa. Đấy, nội thất khá là sạch, ok. Chả khác gì TR356789 về tính năng. Bộ mã bên ngoài thì cũng y hệt như dòng từ TR3 đến TR7 mà giá thành thì có rẻ hơn nhiều. Đấy. 2 triệu rưỡi chưa phí vận chuyển, chưa biến áp thôi nhé. Chào các bạn.